vào năm 1999 trên đất Brunei. Môn bóng đá nam có sự tham gia lần cuối cùng của các đội tuyển quốc gia. Và ở SEA Games năm đó thì đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng đã trải qua các trận đấu tại vòng bảng cũng như vòng bán kết mà không để lọt lưới bàn nào. Nhưng ở trận chung kết khi gặp lại đội tuyển quốc gia Thái Lan thì chúng ta đã thua sau những quả sút xa của các tiền vệ Thái Lan. Cảm ơn tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu Herbalife Nutrition đã đồng hành cùng Naysport. Ở SEA Games lần này thì bóng đá Thái Lan vẫn là một đối thủ mạnh cho dù họ đã thua ở trận đấu đầu tiên. Nhưng U23 Việt Nam chơi với tư cách là nhà đương kim vô địch thì đã thể hiện sức mạnh của mình một cách lặng lẽ hơn, nhẹ nhàng hơn. Nhưng đó là cái cách của một nhà vô địch thực thụ, rất chắc chắn. Chúng ta có con đường của mình và chúng ta kiên định với con đường đó. Lỗi việt vị. Sau khi kết thúc SEA Games, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không dẫn dắt U23 Việt Nam nữa. Ông tập trung nhiệm vụ của mình ở đội tuyển quốc gia. Và đây đang là những hình ảnh đầy cảm xúc với sự phấn khích của các cổ động viên trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình khi mà thắng lợi đang đến rất gần. Đây là phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận chung kết môn bóng đá nam giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi và chúng ta đang dẫn trước 1-0 với bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng. Không có gì phải vội vàng cả. Thời gian thi đấu chính thức đã hết rồi. Từ phút sang cho tới bóng đá nam, bóng đá nữ, chúng ta đều gặp Thái Lan và đều có những cơ hội. Hai đội tuyển futsal đã không có được mục tiêu của mình. Nhưng ngày hôm qua bóng đá nữ đã mở đầu bằng thắng lợi cũng chỉ với một bàn. Và ngày hôm nay thì đội tuyển nam đang có cơ hội để lặp lại điều tương tự. Đây sẽ là những phút đá bù giờ, 4 phút đá bù giờ. Sau 19 năm thì U23 Việt Nam đang đứng trước cơ hội để trả lại món nợ vào năm 2003. Mati sẽ có phạt góc dành cho đội bóng áo vàng. Hết sức căng thẳng. Người thực hiện quả đá phạt góc là Benjamin Davis. Thái Lan đã chơi tốt hơn ở 30 phút đầu của hiệp 2, có được hàng loạt cơ hội, tạo ra áp lực và thi đấu có thể nói là rất hay. Nhưng họ không ghi được một bàn nào cả. Các cầu thủ U23 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo điều chỉnh nhịp độ, có được một thế trận hợp lý hơn ở những phút cuối và điều quan trọng nhất là có được bàn thắng. Văn Toản đang nằm sân. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chia tay U23 Việt Nam sau SEA Games 31. Ông sẽ chỉ tập trung với nhiệm vụ của mình ở đội tuyển quốc gia. Và đây là một sự chia tay vô cùng ngọt ngào. Ông Park Hang-seo đã làm được điều mà rất nhiều những huấn luyện viên khác không thể làm được. Đăng quang ở những đấu trường khu vực, những điều mà chúng ta luôn gặp khó khăn trong những năm trước đây. Và hai tấm huy chương vàng xin liên tiếp ở môn bóng đá nam rõ ràng là một kỳ tích. Và dám chắc rằng đây là một điểm tựa để ông Park cùng với đội tuyển quốc gia Việt Nam đòi lại những gì mà chúng ta đã mất ở AFF Cup. Giải đấu sẽ diễn ra vào cuối năm. Thời gian bù giờ có lẽ sẽ kéo dài hơn một chút khi mà Văn Toản đang có những động thái có thể coi là chiến thuật để làm chậm mọi thứ. Rất hay. Bên trong là Tiến Linh. Vẫn còn. Không có bàn thắng cho Tiến Linh. Và cắt bóng của Thanh Bình.
Một kỳ SEA Games rất đáng nhớ với các cầu thủ phòng ngự, trong đó có Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh. Họ sẽ lớn lên rất nhiều sau thành công này. Không đá, có gì cả. Bóng đi lên trời rồi. Cú đá là của Nakin. Đây là phút đá bù giờ thứ tư. Vinh quang chiếc huy chương vàng môn bóng đá nam. Chỉ còn cách các chàng trai của chúng ta chừng hơn một phút nữa. Cho dù khoảng cách giữa hai đội ở trận chung kết này có thể chỉ là một bàn thôi, nhưng tôi tin rằng đây là một chiến thắng mà đối thủ, những người thua chúng ta là cầu thủ Thái Lan cũng sẽ phải tâm phục khẩu phục. Vì đây là một trận đấu giàu tính chiến thuật. Chúng ta đã chơi chính xác và chúng ta xứng đáng với chiến thắng này. Phan Tuấn Tài sẽ là người rời sân. Anh xứng đáng được nhận những tràng vỗ tay. Lương Duy Cương, trung vệ được bổ sung trong phút bù giờ có lẽ là cuối cùng. Các cổ động viên của U23 Việt Nam chỉ chờ điều duy nhất vào lúc này, đó là tiếng còi mãn cuộc. Hoàng Đức vẫn sẽ có một quả đá phạt cho U23 Thái Lan, và đây có thể coi là cơ hội cuối cùng của họ. Đây đã là phút đá bù giờ thứ 5. Niềm vui đang được dồn nén lại một chút và chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ. Và phải đứng vững trước quả đá phạt góc này của đối phương. Đây chắc chắn sẽ là tình huống cuối cùng rồi. Phút đá bù giờ thứ 5 cũng đã sắp hết. Cần phải vô cùng tập trung cho tình huống phòng ngự này. Văn Toàn xử lý an toàn. Đã có lỗi của cầu thủ U23 Thái Lan. Thủ môn Cao Win cũng đã lên tham gia tấn công ở tình huống đá phạt góc vừa rồi, nhưng không có một vấn đề gì cả với khung thành của Văn Toàn. Phút đá bù giờ thứ 6. Yếu tố chiến thuật được đề cao. Ngày hôm qua U23, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vượt qua đội tuyển nữ Thái Lan. Họ cũng tâm phục khẩu phục với thất bại đó. Và ngày hôm nay, tất cả các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khán giả trên sân Mỹ Đình và những ai đang theo dõi trận này đều đang đứng hết cả dậy. Họ đang chờ đợi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Al-Mazrafi. U23 Việt Nam đã chiến thắng trong chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng ở SEA Games. Bàn thắng duy nhất của Nhâm Mạnh Dũng đã giúp cho huấn luyện viên Park Hang-seo có một món quà chia tay tuyệt vời dành cho bóng đá trẻ Việt Nam. Xin chia sẻ những nỗi niềm của huấn luyện viên Park Hang-seo trong những ngày vừa rồi. Quá căng thẳng chạy, nhưng chúng ta xứng đáng. U23 Việt Nam bằng một chiến thuật hợp lý đã đánh bại được đối thủ mạnh nhất trong khu vực trong trận chung kết của môn bóng nam ở SEA Games 31. Một ngày thi đấu mà U23 Việt Nam đã không hoàn toàn làm chủ tình thế. Chúng ta có thể chơi phòng ngự trong một quãng thời gian tương đối dài, nhưng chúng ta chính xác trong những tình huống chống đỡ và có cách giải quyết trận đấu bằng một khoảnh khắc có thể nói là tuyệt vời. Một chiến dịch mà trong suốt quá trình đó chúng ta không hề để vào lưới bàn nào. Có thể là có những trận đấu mà chúng ta chơi không quá hay, nhưng kết quả là điều nói lên tất cả. Cũng đã có những giọt nước mắt. Đó là giọt nước mắt từ Phan Tuấn Tài, người đã thực hiện đường truyền có thể nói là lý tưởng để Nhâm Mạnh Dũng trở thành người hùng trong trận đấu này. Xin chúc mừng các cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam. Bóng đá Việt Nam có một kỳ SEA Games tuyệt vời. Một lần nữa chúng ta lại có được chọn bộ huy chương ở các môn bóng đá nam và bóng đá nữ. Và đó đều là những chiến thắng với cách biệt, cho dù chỉ là tối thiểu trước người Thái Lan, nhưng đây là sự khẳng định của nhà vua. Cảm
Cảm ơn tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu Herbalife Nutrition đã đồng hành cùng Nesport.